Con này là âm thang của sáp nha. 4 trong 1. 1, 2, 3. Âm ly nữa là 4 nha. Còn máng nhưng mà mất đầu kim nha. Tình trạng là không vô điện nha. Đó, con này giờ bán nhiều rồi. Con này bán bây giờ bằng giá âm ly thôi nha. Ồ, nó làm bằng gỗ anh em, mà cái nắp mica cũng đẹp lắm này. Còn không có bị không bị bơ nha. Mình quay cho anh em coi luôn. Cái này là bằng keo dán thôi nha, dán lúc mà vận chuyển để cho nó dính lại theo máng luôn này, theo cái mâm luôn này. Con này SG309H, con này là hàng Đức luôn nha, điện 220 luôn. Rồi, con này 2,5 triệu nha. 2,5 triệu anh em giờ kiểm tra nguồn các thứ nha, ập cái nắp lại là đóng nha, đóng kỹ nha. Zalo số này nha anh em.